Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chí Tịnh. Phẩm thứ 12: Lợi ích được thấy nghe. Lúc đó, từ trên đảnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng ánh sáng như thế, xong lại nói ra những thứ tiếng rất vi diệu mà bảo với đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời rồng, người cùng phi nhân, vân vân, lắng nghe, hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi, tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ trong nghìn muôn ức thế giới, Ngài hóa hiện ra ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn và vô lượng chư Phật trong mười phương các miệng đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát, dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng chẳng thể nói hết. Vừa rồi được nghe Đức Thế Tôn bảo khắp với đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cúi xin Đức Phật Đức Thế Tôn từ bi vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời, rồng, vân vân, chiêm ngưỡng lễ lại hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đạt được lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà, những hàng trời, rồng hoặc quỷ, cho đến những chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe đến danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng sự vui vi diệu thù thắng. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng, người cùng phi nhân vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc vào chốn ác đạo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn đọa lạc vào chốn khổ ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe danh hiệu của Ngài, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục,
đồ uống ăn, vật báu, chuỗi ngọc để cúng dường. Thời những kẻ ấy được vô lượng vô biên công đức phước lợi. Lại về nữa này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, có những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mạng chung, mà đã nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thời kẻ mạng chung đó sẽ không phải bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là người sắp mạng chung, mà cha mẹ cùng hàng thân quyến, em của cải, nhà cửa, vật báu, y phục, vân vân của người sắp mạng chung, mà làm chi phí để tô đắp hay hoa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết, hoặc mắt thấy, tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc, em nhà cửa, vật báu, vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Những người bệnh đó, nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, thời nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch. Lại về nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, như có kẻ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, mà chết mất cha mẹ, cùng anh em, chị em. Đến khi người đó khôn lớn, nhớ tưởng đến cha mẹ, cùng hàng quyến thuộc, không rõ đã lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào. Người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhất đến nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng thối thất tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng. Thời, thân quyến đã sớm khuất của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, thời tính ra phải chịu đến số kiếp, nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em, chị em, lên liền đặng giải thoát, được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Còn như kẻ thân quyến đã sớm khuất của người đó có phước lành, đã được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng lễ liệm hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, quách cho người đó rõ nơi cõi hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ đặng Bồ Tát Địa Tạng sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ đến trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, không còn các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo rồi sẽ được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, muốn cầu 100.000 muôn ức điều nguyện, 100.000 muôn ức. Về đời sau, lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, muốn phát lòng từ rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó, hoặc được nghe thấy hình tượng và danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quý y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn uống để cúng dường, chiêm ngưỡng thảnh lễ, thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng người thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu 100.000 muôn ức điều nguyện, 100.000 muôn ức những sự về hiện tại và vị lai, thời chỉ lên quy y, chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thảy đều thành tựu cả.
lại mong cầu Địa Tạng Bồ Tát vẫn ức từ bi ủng hộ mãi cho. Người đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặc bậc minh sư truyền dạy cho, nhưng người đó học tập nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam đó do vì nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng các thứ hương hoa, y phục, đồ uống ăn, tất cả đồ ngoại cụ vân vân để cúng dường hình tượng của Bồ Tát, dùng một chén nước trong để chức tượng của Bồ Tát, trải qua một ngày một đêm cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam. Khi nước đổ vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cứ ngũ tân, rượu thịt và các việc tà dâm và các việc giết hại trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày. Thời người thiện nam cùng người thiện nữ đó trong dốc chiêm bao sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân dưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó sẽ liền thông minh, một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy sẽ liền nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không được toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không được an ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ khuấy nhiễu đến nơi thân, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những hạng người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự không thuận ý trên đó thảy đều tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thường được an ổn. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có người thiện nam cùng thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, mà phải vào trong rừng núi, hay là nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc lớn mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ, cho đến dầu gặp các loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả các sự độc hại không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà hàng chúng sanh thế hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời dầu nói đến trong trăm ngàn kiếp cũng không biết được. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm ngàn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo dữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn liệt danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng,
Thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngoại cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Xanh lòng ân trọng cứ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm ngàn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ phát lòng thành. Hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm ngàn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều cõi nước.